Chào mọi người. Hôm nay có một cái bản cập nhật mới về hệ thống điểm kỹ năng ảnh hưởng rất nhiều đến toàn diện game. Thì là mình có đăng ký cái bản cập nhật sớm và mình sẽ được thử cái này sớm. Mình sẽ nói qua những hiểu biết của mình về cái này, hệ thống điểm kỹ năng mới này. Anh em nào mà thấy có điểm nào sai hoặc là cần gì chỉnh sửa thì comment cho mình biết nhé. Và đây mình có thể vào cái tiến hành này để vào hệ thống đấy, không thì mình có thể ấn vào cái dưới này cũng được. Đây là cái hệ thống điểm kỹ năng mới. Cái đầu tiên là mình thắc mắc là không biết là nó chuyển kiểu gì để cái hệ thống điểm kỹ năng cũ của mình nó sang được cái hệ thống như thế này. Mình cũng không hiểu là nó chuyển lên như thế nào nữa để nó được ra cái hệ thống như thế này. Một thắc mắc khá là lớn ấy. Và có, không chỉ của riêng mình đâu mà có rất nhiều người ấy. Và cái điểm kỹ năng này thì mình đầu tiên là mình không thể ấy được, không thể reset được. Mình cái này mình chỉ cần kiếm đủ mảnh thì mình sẽ được mở cái tiếp theo. Và hệ thống điểm kỹ năng này nó chia thành các cái loại mảnh. Đây là mảnh màu xanh này, mảnh màu đỏ này, mảnh màu tím này. Mình cũng chưa biết gọi là gì, mình tạm gọi là thế nhé. Thì là cái mảnh màu xanh là cái mảnh dễ kiếm nhất, sau đó đến màu đỏ và đến màu tím. Các cái này thì mình có thể kiếm được ở trong các cái thùng quà, thùng container này, thùng màu đỏ đổ lên thì phải. Đây nó có các điểm kỹ năng, nhưng mà cái này nó chưa cập nhật hết, nó chỉ cập nhật mỗi hệ thống điểm kỹ năng mới thôi. Còn cái hệ thống kiểu là điểm kỹ năng ở các cái quà tặng thương mại thì mình vẫn chưa thấy nó có. Thì có thể là sau khi mình thì là sau một vài phiên bản đấy chẳng hạn thì có thể nó sẽ cập nhật xong cái này. Thì là cái này mình cũng có thể đi giải đấu mình kiếm được, nhưng mà mình chưa thử là nó sẽ sau khi mình thắng trận chiến giải đấu thì là điểm kỹ năng sẽ ra dạng như thế nào. Nhưng mình suy đoán của mình ấy thì có thể nó sẽ là dạng các cái thẻ này thôi, và nó sẽ có một cái số lượng nhất định. Ví dụ là một thẻ xanh là khoảng chục cái chẳng hạn, thẻ đỏ này khoảng 2-3 cái gì đấy, thẻ tím là có thể là có hoặc là có thể có 1-2 cái thôi đấy. Thì là ở các thùng hàng kia cũng vậy, thì trước là những cái thùng màu đỏ ấy, nó có 1-2 điểm kỹ năng đúng không, thì mình nghĩ là sau này nó sẽ thành cái thẻ màu xanh này thôi và nó sẽ không có thẻ màu đỏ hoặc và màu tím. Các cái thùng cao cấp hơn thì nó sẽ có màu tím và màu đỏ. Và trong các cái thùng và trong các cái thùng ở trong cái bảng này, anh có thể thấy là có cái thùng này, thì là khi mình hoàn thành mở được full các cái bảng này đấy, nó có dấu tích xanh này, nó full hết thì là sẽ được mở được cái thùng này. Và trong các cái thùng này thì nó cũng sẽ nó có điểm kỹ năng. Đây ở cái thùng này thì là do kiểu nó cập nhật cùng với lại cái bảng này nên là nó sẽ đã có thay đổi. Thì anh em có thể thấy một cái đấy nó rất đặc biệt, đó chính là tỷ lệ ra cái màu đỏ và cái màu tím lại rất là cao, mà trong khi đấy nó là hiếm. Thì cái này nó có lý do của nó cả đấy. Thì theo mình thấy đó là khi mà mình mở được hết cái này mất là rất là nhiều thời gian và tiền bạc và kiểu công sức ấy, khá là như vậy. Thế nên là khi mở được cái thùng này ở bên trong đấy, vì thùng này không phải là lúc nào mình cũng mở được, mà mình cứ phải mở được một cái bản full thì mình mới có thể mở được cái này. Nên là cái này tỷ lệ nó cho ra cái này cao để mình có nhiều hơn, để mình có thể mở được cái bảng ở bên dưới đấy. Thì cái nào càng khó mở thì nó sẽ cho kiểu tỷ lệ ra nhiều hơn. Cũng như các cái thùng hàng vậy, thùng hàng nào kiểu như là màu càng đẹp ấy đấy, thì là nó màu càng đậm màu thì nó sẽ cho mình cái số tiền với lại số vàng nhiều hơn ấy, kiểu như vậy đấy. Anh ạ, số điểm kỹ năng trước của mình so với rank 17 à rank 18 là khá là cao đấy. Mình cộng full được khoảng tầm 6 dòng đấy, mà ở đây mới được đến cái 4 sao này thôi. Thì là cái này mình thấy nó có thể mua được bằng tiền thì phải.
và mình ấn vào cái điểm kỹ năng này còn mình chưa full, mới có 1 trên 10 thôi, thì là hình như là có thể mua được bằng tiền, nhưng mà mình ấn thì hiện tại chưa mua được, có thể nó vẫn chưa cập nhật xong. Để mình cộng 1 tiền này, à, ấn vào dấu cộng này thì nó sẽ dẫn mình đến kiểu là các cái cửa hàng giải đấu các thứ này, mà ấn vào các cái này thì nó cũng giải đấu thì mình không nói, nhưng mà nó có những cái khác như là kiểu như là cái dấu cộng xanh xanh này, anh em có thể thấy được đó, thì nó có các cái cửa hàng này, thùng quà này, hợp đồng này đấy, thì những cái đấy nó chỉ cung cấp tiền cho mình thôi, nên mình nghĩ là cái đấy, cái này nó có thể mua được bằng tiền. Và cái này mình phải cộng được mắc cái đằng trước thì mới được mở cái đằng sau cho cái dây này, anh em có thể thấy đấy, dây của nó. Thì là nếu muốn mở được cái này đấy thì anh em có thể cộng được, chắc là phải cộng, không cần phải mắc hết ba cái này đâu, chắc chỉ cần một trong ba thì phải, có thể mình đoán là như vậy, không biết có phải không, hoặc là có thể phải mắc hết đấy. Đấy, nhưng mà chắc chắn là cái đằng sau này muốn mở được ấy, thì phải mở được cái đằng trước này đã, nên là cái này nó mới cho mua bằng tiền, chứ nếu mà không mua bằng tiền ấy, cái này mình đi mở các cái thùng hàng này, đi đánh giải này, hoặc là tất cả các thứ mình có thể kiếm được ra cái mảnh này là ngẫu nhiên, chứ không phải là mình sẽ kiếm được chắc chắn được cái mảnh này, nên là kiếm mảnh rất khó đấy. Trong khi cái đằng sau ví dụ mình được 2-5 mảnh rồi chẳng hạn, nhưng mà cái này chưa mở được thì cái này nó cũng không mở được, nên là nó sẽ cho mua bằng tiền. Cái này thì nó cũng có cái dở và cũng có cái hay của nó nè, khi mà những người nào nhiều tiền thì người ta cứ mở thôi, không biết nó có một cái nào đó để giới hạn không, nhưng mà theo như mình nghĩ là nếu mà như thế thì nó, người ta cứ dùng tiền người ta mua và người ta mở, thì là khi mà mắc ấy thì là những cái người danh thấp ấy nó sẽ rất là mạnh, vì người ta cứ có rót tiền vào, thế là người ta mạnh lên thôi đấy. Còn như trước nó sẽ giới hạn điểm kỹ năng là ở từng đây và cứ từng đây nâng cấp thì thằng nào cũng như thằng nào, nhưng mà sự khác biệt là điểm kỹ năng đấy. Và khi mà anh em muốn mở cái bảng ở dưới này thì mình nghĩ là không cần phải mở hết cái bảng bên trên đâu. Đây anh em có thể thấy là cái này mình vẫn chưa mắc nhá, cái màu tím này vẫn chưa mắc nhá, nhưng mà đã có thể mở được cái bảng số 4 này rồi. Thì anh em có thể thấy dưới cái bảng số 4 này này, nó có cái khóa này này, và đây là ghi 5/9, thì mình nghĩ là 5 đây chính là 5 cái mà cái tích xanh này, 5 cái mà mình mở được hết đấy, 9 cái là cần 9 cái tích xanh mới có thể mở được cái bảng tiếp theo. Thì mình nghĩ là chỉ cần 9 kiểu bây giờ bảng trước ấy, nó sẽ có một số lượng nhất định để mở được cái bảng sau, thì mình nghĩ ở đây chắc nó sẽ mặc định là 9 thôi, vì là cái số bảng, cái số ô ở dưới này, các cái ô này này, ô thẻ này này, nó sẽ không tăng lên mà nó vẫn chỉ có thế thôi, nên là chắc số lượng của nó sẽ mặc định là 9. Mình chỉ cần mở được 9 cái bên trên chẳng hạn thì nó sẽ cho mình xuống cái bên dưới này. À, ở đây nó có một cái dấu hỏi chấm này, mình ấn vào mình xem nó là sẽ là cái gì. Vừa mình mới ấn vào dấu hỏi chấm, anh em để ý nhé, anh em cứ vào đọc thêm, và đã có thêm một số, mình biết được thêm một số thông tin, thì là những cái gì mình vừa nói gần như là đúng hết đấy. Mỗi cái này này là mình phải mở được tất cả các đằng sau nhé thì mình mở được cái này đấy. Còn cái này cũng có thể dùng tiền để mua được, và dùng những cái mảnh để mình có thể mở là chắc chắn rồi đấy. Và cái hệ thống điểm kỹ năng mới này nó sẽ có thể cộng lên đến 40% thì phải, nếu mà mắc full hết đấy, vì là cái bên dưới nó có rất là nhiều, em có thể thấy nhiều lắm luôn ý. Thì cái này đến 20 cơ mà, thì cái này mình chắc phải nhờ đến anh Việt Linh để kiểm chứng cái hệ thống điểm kỹ năng mới này nó như thế nào. Và tiếp tục ở trong hệ thống điểm kỹ năng mới này thì nó có chia làm hai loại, đó là tác dụng trong trận đấu và không tác dụng trong trận đấu. Thì là những cái loại không tác dụng trong trận đấu thì nó sẽ tác dụng ở bên ngoài, đó chính là tăng tiền, chủ yếu là tăng tiền thôi, không có gì khác cả. Đây như cái này là tăng tiền mình nhận được trong giải đấu, sau khi kết thúc giải đấu, trong giải đấu mình được thắng, mình được cộng 15.000 thì nó sẽ thêm 2% nữa vào đấy cho mình. Còn đây những cái điểm xanh ấy,
thường thường là những cái điểm tác dụng trong trận đấu đấy. Những điểm đó thì có cả trong trận đấu và ngoài trận đấu. Đây, điểm xanh này, như cái này này là tăng sức chịu đựng của công trình. Thì là lúc trước ấy, nó có một cái điểm là sát thương HP công trình ấy. Nhưng cái này nó tăng sức chịu đựng, có nghĩa là mình có thể thấy cái này nó tăng chắc cả giáp lẫn máu đấy, chứ không phải là mỗi giáp không đâu, à mỗi máu không đâu. Thì còn cái điểm sát thương công trình riêng, đây chính là điểm sát thương công trình. Đó. Còn rất là nhiều điểm ở bên ngoài khác. Những cái điểm bên ngoài chủ yếu là để tăng tiền mình nhận được thôi, tăng những cái gọi là phúc nợ cho mình ở bên ngoài thôi, chứ nó không có một cái gì khác cả. Đấy cũng vậy, tăng số phần thưởng mình nhận được, tăng 4% phần thưởng mình nhận được ở hợp đồng. Còn cái này là một cái nó cộng riêng cho cờ. Những cái map nào có cờ đấy thì mới dùng được cái điểm này, thì mình thấy nó cũng hơi phí đấy. Và rất là nhiều cái điểm khác nữa. Đây có đúng một điểm này, giảm sát thương nhận vào của các đơn vị quân. Thì kiểu như là khi quân địch tấn công mình ấy, nó được giảm 2% sát thương nhận vào lên tất cả các đơn vị nhé, đơn vị quân thôi, không tính công trình nhé. Đấy. Và cái này nó cũng có rất là nhiều cái điểm mới. Cái này là tăng thời gian triển khai này. Đâu tăng thời gian triển khai đâu nhỉ? Nó có đấy. Thời gian triển khai thì đây là cái này, tăng thời gian triển khai thì là mình chỉ có thể dùng tăng thời gian triển khai mình có thể nâng ở nhà chủ hy. Đấy, nhưng mà giờ nó có cả trong đấy nữa. Thì ở đây nó có rất nhiều cái điểm mới. Anh em vào tìm hiểu nhé. Mình muốn tìm hiểu được một cái này đấy, thì anh em thứ nhất là dịch cái tên này. Thì mình vẫn chưa hiểu được ngay đâu, mình phải dịch cái dòng ở dưới này nữa. Đây. Đấy là hai cái em cần dịch nhất để mình có thể hiểu cái đấy nó tác dụng như thế nào. Đấy, còn cái này thì chắc chắn là mình biết rồi. Còn là cái đấy nó tác dụng nên bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ hiện như này. Còn cái điểm ở ngay dưới này, cái tên chữ ngay dưới tên này thì nó chính là cái độ hiếm thôi. Nói chung là mình nhìn là mình biết rồi, không quan trọng lắm. Thì đây là tổng thể những thông tin mình biết về cái hệ thống điểm kỹ năng này. Thì không biết có điểm nào đúng, điểm nào sai hay cái gì thêm thì anh em cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình.